Rồi, hi, hello anh em. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của mình ha. Thì hôm nay là mình sẽ đi làm nồi cho con xe của mình ha. Đây, 107.200 cây. Nếu anh em nào mà hay xem video của mình á, anh em sẽ biết ha, xe mình chạy là 100, hơn 100.000 cây rồi. Và bây giờ nó quay đầu rồi nè, quay kim nè, bây giờ là 7.200 cây nè, là 107.200 cây rồi nha anh em. Thì xe của mình là phần máy là zin nguyên con đó, từ lúc mà mua xe tới bây giờ luôn là nồi súp bắp chưa có thay nha anh em. Chỉ có cái bữa trước á là mình thay sân cam rồi đó, do là bị trùng anh em thì mình thay sân cam, còn nồi với lại súp bắp bít tông nó là zin nguyên con luôn, là chưa thay, từ lúc mua xe tới giờ là chưa thay luôn. Thì bây giờ mình chạy á, mình có cảm giác là bị tụt nồi anh em, mình lên ga nó không còn bắt nữa, phải đợi khoảng 2-3 giây thì nó mới bắt, nó mới lên chớn cho mình em lên ga được ha. Đó thì mình thấy nó bị tụt nồi rồi, như vậy lần này mình sẽ đi làm nồi đó, anh em cùng theo dõi với mình nha. Đó, xem thử sau 107.000 cây mở ra cái nồi sẽ như thế nào nha anh em, anh em đón xem. Rồi đây là lúc xem mình mở súp bắp nha anh em, đó chảy bê tông đang thui, đây là súp bắp anh em. Nó quá dơ, quá đen luôn em ơi. Đây, cái cam nè, nó bị khuyết nè, em thấy không? Đó. Rồi, súp bắp nè. Quá đen luôn, dơ quá dơ rồi anh em ơi. Sau 107.000 cây thì nó sẽ như thế này đây. Đó. Rồi, bây giờ bên kia đang tiến hành tháo bộ nồi nha anh em. Đó, nhớt. Đó, chuẩn bị... làm bộ nồi mới. Đây, bộ nồi của nó đây. Sau 107.000 cây thì nó cháy hết nha anh em. Đó. Đây, lốc nồi đây. Còn tốt ha. Ron vẫn còn ha. Không bị lách ron ha. Đó. Nồi. Nên nhìn nè. Do mình thay nhớt định kỳ nên cái lốc máy còn sạch nha anh em. Nó không có bị cũ nha anh em. Không bị đóng cặn. Đó. Thay nhớt đúng định kỳ là khi tháo ra là cái lốc máy mình nó vẫn còn đẹp. Đây, đây là cái lọc nhớt nè, cái công dụng của ốc nhớt nó hút nè anh em. Đó, cặn rất ít luôn nha anh em thấy không? Đó là khi mình dùng cái ốc nhớt 500 anh em. Đó, sau 107.000 cây mà cặn chỉ có như đây thôi là anh em biết cái công dụng ốc nhớt của nó quá tuyệt vời. Đó. Rồi bây giờ mình gắn vô tí hồi nữa cho thợ nó tháo ra vệ sinh hết nha anh em. Đây, ốc nhớt 500 đây. Đó, nó hút mỗi lần thay nhớt là hút nhiều cặn lắm anh em. Đó, tránh tình trạng nghẹt lọc nhớt. Đó là công dụng của ốc nhớt 500 ha. Bên mình có bán ha. Đây cái chuông đây. Nó sọc, nó khuyết luôn nha anh em. Đó. Anh em nhìn em thấy rõ ràng luôn ha. Đây. Đó. Cháy hết trơn rồi. Cũ hết trơn rồi. Mình làm một bộ nồi mới. Đây lá bố đây. Cháy đen thui luôn nha anh em. Anh em nhìn anh em tự biết ha. Đó. Rồi bây giờ mình chuẩn bị là một bộ nồi mới. Cục máy sạch anh em thấy không? Đó mình thay nhớt định kỳ là từ 1.500 tới 2.000 cây là mình thay nhớt. Nên vậy cái cục máy nó cũng sạch hết trơn anh em. Nó không có bị đóng cặn. Đây sau khi tháo hết thì bên đây thì có tiến hành là rửa cho mình. Lốc máy, ốc ép tháo ra rửa hết nha anh em. Tí hồi nữa mình có vệ sinh cái hỏng ga nữa anh em. Đầu lòng nồi là tháo ra vệ sinh hết. Ở những mấy chỗ kia anh em tháo ra gáp xong mình ta gáp mình lại, ta không rửa, nhưng mà chỗ này thì lại rửa cho anh em luôn nha, rửa bằng xăng nha. Đó. Sạch sẽ nên anh em khỏi sợ. Đây chế bê tông của mình đây. Thì lúc mà làm á thì chế bê tông mình cũng thấy cũ rồi nên vậy mình thay cháy mới luôn nha anh em. Đây là bộ nồi mới gáp xe nè anh em. Đó. Anh em thấy không? Sạch sẽ đẹp len keng nha anh em. Đây là nồi zin mình làm lên lại ha, chứ mình không thay nồi mới nha. Đó, chuông thì mình vớt ha. Đó, mình thay lá bố lá sắt đổ hết, lò xo đổ luôn cho nó bắt hơn anh em. Vô số nó hơi cứng, vô số nó hơi nặng tí, vô số trả số hơi nặng. Đây nha anh em, sau khi xe mình gắp xong hết nè anh em. Đó. Thì trong lúc quá trình mình gắp á thì mình không có tiệm nên mình quay lại cho anh em xem ha. Đó, nên vậy anh em thông cảm cho mình cái điều đó ha anh em. Nào là mình đi nồi độ nè, súp bắp, cam còn làm lại hết ha.
Rồi có một điểm á là xe mình là lên 52.5 nha anh em. Đó. Nên vậy mới gửi lại qua đêm. Đó, gửi lại qua đêm để cho làm lại. Tại vì mình nghĩ súp bắp mình họ làm xong hết rồi mà còn cái trái á thì nó cũ rồi. Đó. Giờ mình làm lại trái zin á thì nó cũng không có ngon. Nên vậy mình lên 52.5 chạy nhẹ máy sạc eco zin. Đó, không có lên eco nha anh em. Đây. Nồi độ 52.5. Súp bắp thì đi súp zin luôn. Không xăng zin, kim phun zin. Chỉ lên trái cho chạy nhẹ xe hơn tí thôi anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử cái hơi ha. Đó. Đây, sẽ cho anh em nghe cái hơi. Đây cái máy nè anh em. Đó, êm ru nha anh em, làm lại hết êm ru nha anh em, không có nghe tiếng gì hết luôn. Đây, cái hơi đây. Đó. Nếu anh em thấy hay, anh em cho mình xin một like, một vừa đăng ký kênh và ủng hộ mình ở những video tiếp theo nha anh em. Cảm ơn anh em, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.